Cô chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta tiếp tục ôn tập trắc nghiệm hô hấp tế bào phần 2 thuộc chương trình sinh học lớp 10 cơ bản. Ở phần 1 chúng ta đã ôn tập về khái niệm hô hấp tế bào và 3 giai đoạn trong hô hấp tế bào, đó là đường phân, chu trình Krebs và chuỗi truyền electron hô hấp. Bây giờ chúng ta thử ôn lại 3 giai đoạn trong hô hấp tế bào. Câu 24. Sản phẩm của đường phân gồm bao nhiêu chất sau? Sản phẩm của đường phân bao gồm 2 ATP, 2 nắp khử. Như vậy đáp án chính là ý 1, ý 2, câu bờ. Câu 25. Sản phẩm của chu trình Krebs là bao nhiêu chất sau? Sản phẩm của chu trình Krebs bao gồm 2 ATP, 8 nắp khử, 2 phát khử và 6 CO2. Đáp án là câu D. Câu 26. Sản phẩm của chuỗi truyền electron là bao nhiêu chất sau đây? Sản phẩm của chuỗi truyền electron đó chính là 34 ATP và 6 nước. Đáp án chính là câu bờ, ý 1 và 5 ha các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục ôn tập để tìm hiểu kỹ hơn chuỗi truyền electron hô hấp. Vì sao lại tạo ra được nhiều ATP và vì sao sản phẩm lại tạo ra nước ở chuỗi truyền electron? Đường phân đã tạo ra 2 ATP. Chu trình Krebs ở đây thì đã tạo ra 2 ATP và chuỗi truyền electron định vị ở trên màng trong ti thể thì sẽ tạo ra 34 ATP. Bây giờ giả sử chúng ta cắt một cái phần màng trong của ti thể và phóng to ra như thế này thì chúng ta sẽ thấy cái phần ở đây chính là chất nền, phần ở đây chính là màng trong của ti thể và cái phần này chính là khoảng gian màng, khoảng trống giữa màng trong và màng ngoài của ti thể. Ở trên màng trong của ti thể ở đây thì chúng ta thấy là có định vị các protein của chuỗi truyền electron hô hấp. Đó là các protein được đánh dấu số 1, số 2, số 3, số 4 và protein Q và cytochrome ở đây. Đồng thời chúng ta sẽ thấy ở đây còn có protein hình nấm gọi là protein ATP synthase, enzyme tổng hợp ATP. Thì chúng ta cần lưu ý cái chất cho electron ở đầu chuỗi chính là nắp khử NADH hoặc là phát khử FADH2 ở đây. Còn cái chất nhận electron cuối cùng của chuỗi truyền electron chính là oxy. Ví dụ cái chất cho electron ở đây chính là nắp khử, thì đầu tiên electron của nắp khử sẽ được truyền cho cái protein thứ nhất ở đây. Protein thứ nhất sẽ đóng vai trò là chất nhận electron từ nắp khử. Sau đó nó lại quay trở lại đóng vai trò là chất cho electron. Và nó sẽ cho electron cho protein Q, vân vân. Như vậy con đường di chuyển của electron theo cái con đường trên hình vẽ chính là cái phần màu vàng này đó các bạn. Và cuối chuỗi truyền electron thì electron sẽ kết hợp với lại hydro ở đây và oxy để tạo thành nước. Trong quá trình electron di chuyển qua các protein của chuỗi truyền electron này thì đã xảy ra cái phản ứng oxy hóa khử có chất cho và chất nhận electron. Năng lượng giải phóng ra từ các cái phản ứng này dùng để bơm H cộng từ trong chất nền vào trong khoảng gian màng ở đây, làm cho H cộng ở trong khoảng gian màng này tăng lên rất là nhiều. Và sau đó khi có cái sự chênh lệch nồng độ ion H cộng thì theo nguyên lý khuếch tán, H cộng sẽ khuếch tán xuôi ra đi nồng độ từ trong khoảng gian màng vào trong chất nền của ti thể. Khi H cộng khuếch tán qua kênh hình nấm ATP synthase này thì sẽ hoạt hóa cái protein này liên kết ADP và phosphate vô cơ để tạo thành ATP ở đây. Mỗi một cái nắp khử thì sẽ có thể tạo ra được 3 ATP. Còn mỗi một phát khử ở đây thì sẽ tạo ra 2 ATP. Và chúng ta nhớ lại là sau đường phân thì sẽ có 2 nắp khử. Trong chất nền ti thể qua chu trình Krebs thì sẽ tạo thành 8 nắp khử và 2 phát khử. Và do vậy, tổng cộng sẽ có 10 nắp khử đi vào chuỗi truyền electron thì sẽ tạo ra 30 ATP. 2 phát khử thì sẽ tạo ra 4 ATP. Và do vậy, tổng cộng ATP tạo ra từ chuỗi truyền electron chính là 34 ATP. Bây giờ chúng ta sẽ khái quát lại toàn bộ cái chuỗi truyền electron bằng cách điền vào chỗ trống sau đây. Khi electron từ nắp khử hay phát khử được truyền qua các enzyme hô hấp trên màng trong của ti thể ha các bạn, thì năng lượng giải phóng ra sẽ dùng để bơm H cộng từ trong chất nền ra khoảng gian màng, tạo ra sự chênh lệch nồng độ H cộng và làm cho H cộng trong khoảng gian màng nó sẽ cao hơn bên trong chất nền. Ở cuối chuỗi truyền, electron sẽ kết hợp với oxy và hydro để tạo thành nước ha các bạn. Và do cái sự chênh lệch nồng độ H cộng nên H cộng sẽ khuếch tán từ khoảng gian màng vào trong chất nền. Đây, H cộng khuếch tán từ khoảng gian màng ngược lại vào trong chất nền ở đây.
đi qua các kênh ATP synthase và hoạt hóa enzyme này tổng hợp ATP từ ADP và phosphat vô cơ. Câu 27. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về chuỗi truyền electron hô hấp? 1. Gồm các protein định vị ở màng trong lục lạp có khả năng nhận và cho electron. Ý này sai hả các bạn? Bởi vì chuỗi truyền electron hô hấp thì sẽ định vị ở màng trong của ti thể chứ không phải là lục lạp ha. Ý 2. Chất cho electron đầu tiên vào chuỗi truyền là nước. Ý này cũng sai hả các bạn? Chất cho electron đầu tiên của chuỗi truyền electron hô hấp chính là náp khử NADH hoặc là phát khử FADH2 ha. Ý 3. Chất nhận electron cuối cùng chính là oxy. Đúng rồi ha các bạn. Ý 4. Chuỗi truyền electron hô hấp giúp tạo ra sự chênh lệch H cộng, từ đó hoạt hóa enzyme ATP synthase, tổng hợp ATP. Ý này đúng hả các bạn? Như vậy câu 27 bờ, ý 34. Câu 28. Giai đoạn nào trong những giai đoạn sau trực tiếp sử dụng oxy? Đó chính là giai đoạn chuỗi truyền electron hô hấp câu 28D. Câu 29. Tế bào vi khuẩn không có ti thể nhưng vẫn có chuỗi truyền electron hô hấp. Định vị ở trên màng, đó chính là màng sinh chất hả các bạn? Ở vi khuẩn, vì không có ti thể, nhưng protein chuỗi truyền E thì vẫn phải định vị ở trên màng. Mà ở vi khuẩn thì chỉ có màng sinh chất là có màng thôi. 29D. Câu 30. Ở sinh vật nhân sơ không có ti thể thì hô hấp tế bào diễn ra ở đâu? Đường phân và chu trình Krebs ở vi khuẩn thì sẽ xảy ra ở tế bào chất hay là bào tương. Còn chuỗi truyền E thì sẽ diễn ra ở màng sinh chất. C ha các bạn. Câu 31. Trong quá trình hô hấp hiếu khí, nước được giải phóng ra ở giai đoạn nào? Trong hô hấp hiếu khí, tức là hô hấp trong điều kiện có oxy đó các bạn, thì nước sẽ giải phóng ra ở giai đoạn chuỗi truyền electron. Câu 31 bờ. Câu 32. Oxy được sử dụng trong giai đoạn nào của quá trình hô hấp hiếu khí? Chuỗi truyền electron. Câu C. Câu 33. Cơ sở khoa học của các biện pháp bảo quản nông sản là? Để bảo quản nông sản thì chúng ta cần phải giảm cường độ hô hấp tới mức tối thiểu. Câu 33C. Câu 34. Nếu tế bào của cơ thể người không có oxy, sẽ xảy ra quá trình được mô tả như sơ đồ ở đây. Trên sơ đồ chúng ta thấy phân tử glucose thông qua một giai đoạn chính là giai đoạn đường phân từ một glucose tạo ra 2 pyruvate và 2 ATP cùng với 2 NAD. Tuy nhiên, khi không có oxy, pyruvic acid sẽ không được vận chuyển vào trong ti thể để oxy hóa hoàn toàn thành CO2 và nước, mà nó sẽ đi vào một cái giai đoạn, theo mũi tên này, gọi là một cái giai đoạn phân giải kỵ khí. Pyruvate hay là acid pyruvic sẽ nhận electron từ náp khử ở đây để trở thành acid lactic, hay là ở đây chính là lactate. Năng lượng từ glucose vẫn còn nằm ở trong cái phân tử chất hữu cơ trung gian, chính là lactic acid hay là lactate ở đây. Như vậy ý 1, khi không có oxy thì sẽ xảy ra lên men, gồm đường phân và phân giải kỵ khí, xảy ra ở bào tương, đúng. Ý 2, từ một glucose chỉ thu được 2 ATP, đúng. Ý 3, glucose không bị oxy hóa hoàn toàn thành CO2 và nước, đúng rồi. Năng lượng vẫn còn nằm ở chất hữu cơ trung gian là lactic acid, là C6H12O6 ở đây. Còn acid lactic ở đây chính là C3H6O3, hai phân tử. Ý 4, sản phẩm tạo ra là lactic acid, đúng rồi ha các bạn. Như vậy câu 34, C, cả 4 ý đều đúng. Câu 35, nấm men là một dạng sinh vật đơn bào nhân thực. Khi có oxy, tế bào xảy ra đường phân ở bào tương, chu trình Krebs và chuỗi truyền electron ở ti thể. Khi không có oxy, tế bào chỉ xảy ra đường phân và lên men rượu trong bào tương theo sơ đồ dưới đây. So với khi không có oxy, thì năng lượng ATP ở tế bào tích lũy được từ một glucose khi môi trường có oxy sẽ cao gấp bao nhiêu lần? Khi có oxy thì nó sẽ diễn ra quá trình hô hấp hiếu khí và năng lượng ATP tích lũy ở nấm men là tế bào nhân thực sẽ là 36 ATP. Còn trong trường hợp không có oxy ở đây, trên sơ đồ này, từ một glucose giải phóng ra 2 CO2 ở đây, 2 C2H5OH ở đây, và lượng ATP tích lũy thì chỉ có 2 ATP mà thôi. Như vậy, năng lượng tích lũy sẽ cao gấp 36 chia 2 sẽ là 18 lần ha các bạn. Câu 35A, cô vừa hướng dẫn cho các bạn kỹ hơn về chuỗi truyền electron hô hấp và quá trình lên men lactic cũng như là lên men rượu khi tế bào ở trong môi trường không có oxy hay là môi trường yếm khí. Chúc các bạn ôn tập thật là tốt nha. Cô chào các em.